lại. Welcome Auntie Familia ngồi sáng thì đi. Sáng mới ngủ dậy ông bà cô chú anh chị tối hôm qua đó hả, thức tới 11 mấy 12 giờ đêm luôn mới ngủ. Mấy bạn nhỏ đó hả cũng thức đêm được, cũng được thức đêm luôn, tại vì tuần này là tuần cuối cùng rồi, tuần sau là mấy bạn nhỏ đi học lại rồi. Anh mất từ sáng anh đi làm sớm, ảnh ngủ trễ nha, nhưng mà sáng là mới có 4 giờ mấy là ảnh phải dậy anh đi làm rồi, tội nghiệp ba mất quá à. Bây giờ hôm nay tụi con muốn ăn sáng cái gì? Julia cầm sẵn miếng bánh mì. Con muốn ăn toast hả? Ok. Lúc sáng mắc con làm ăn sáng cho mẹ luôn hả? Ok, chị hai làm đồ ăn sáng cho mẹ, Julia có làm không? Làm luôn phải không? Trời đã quá. Ok. Đi làm. Chú sang con làm bánh mì nướng. Bánh mì nướng hả? Ba đẻ ba đứa con, mỗi một đứa có một sở thích khác nhau. Và cô chú anh chị Alice có muốn đi làm luôn không? Đi qua phụ chị hai chị ba làm luôn. Ok, đi qua phụ chị hai chị ba làm luôn nè. Bây giờ được nhờ rồi ông bà cô chú anh chị ơi. Ta nói bây giờ là khỏe rồi. Ba bạn, mỗi bạn có một sở thích khác nhau. Bạn Sophia thì muốn làm bánh mì kẹp. Rồi Julia thì chỉ muốn làm bánh mì bỏ vô cái máy nướng thôi. Còn Alice là chỉ là bánh mì không, không nướng, không làm gì hết. Alice tự chát bánh mì đi. Alice tự chát bánh mì cho Alice đi. Tập cho làm giống như là quân đội vậy luôn. Nè, Alice lên đây nè, Alice bắt cái ghế lên. Alice bắt cái ghế lên nè, Alice lên, Alice ngồi, Alice làm đi. Hello Alice. Oh. Ôi, xin lỗi con. Två bröd, vill du ha rostade eller ska du göra en toast? En pasta och toasten. Chị hai làm bánh mì nướng với lại cái gì vậy? Mama. Ok, mẹ lấy ra cha. Thôi thôi, chị hai đừng con nóng. Rồi, để mẹ lấy cái dĩa cho con ăn nha. Em ska bli today. Rồi, Lít chét xong bánh mì chưa? Mama. Chát đi, chát cái đó đều mấy bánh mì luôn. Đi học ở trong trường á là mấy cô giáo cũng dạy, cũng cho mấy đứa con nít ở trong trường á là tự chát bánh mì, tự làm bánh mì như vậy luôn đó cả nhà mình. Từ khi mà mình tập cho mấy đứa nhỏ đó tự chuẩn bị đồ ăn cho riêng mình á, mấy đứa nhỏ cảm thấy vui lắm, mà nó ăn cũng ngon lành hơn nữa, ăn cũng ngoan hơn nữa. Chứ hồi trước là mình làm sẵn chuẩn bị lên là cứ ăn thôi, nhưng mà lại bị làm biếng ăn, cho nên ngày nào cũng phải ép hết trơn, nó rất là mệt mỏi luôn. Tụi con nói tiếng Việt Nam đi chứ, tụi con đừng nói tiếng Thụy Điển nữa. Mình đi học ở trong trường mình nói với bạn. Ơ chị hai leo. Té bây giờ nè. Cái đó là thịt nguội đó cả nhà mình. Nào chị hai làm. Em Julia là làm bánh mì nướng kẹp vô nè. Còn chị hai là làm cái bánh mì kẹp ở trong cái máy luôn. Giỏi quá. Lít cũng tự làm miếng bánh mì của Lít luôn á, bà cô chú xem nè. Mấy chị em giỏi quá. Con ăn trước đi, mẹ mà chút xíu nữa. Cảm ơn con. Có mời ông bà cô chú ăn không? Mẹ ông bà cô chú ăn. Thơm quá vậy ta. Con gái của ai mà giỏi dễ sợ luôn á. Con ăn đi, mẹ không ăn đâu. Mẹ không ăn đâu nè, cho con sữa nè. Em Thư đang giảm cân không bà cô chú anh chị ơi. Bữa giờ thấy bạn bè rồi nhiều người, người ta giảm cân theo cái kiểu mà nhịn ăn gián đoạn á, là coi như là không ăn không uống gì hết trơn, ngày chỉ ăn một cử thôi, mà ăn thiệt là no vậy đó, cử hoặc là hai cử thôi. Cho nên đó hả, em Thư đang tập ăn thử, thì ngày hôm qua là đã ăn được một ngày như vậy rồi, hôm nay là sẽ bắt buộc vào ngày thứ hai không có ăn gì hết trơn. Mà hồi sáng này nè, mới vừa gọi điện sáng sớm dậy, gọi điện lên trên bệnh viện á, tại vì cả nhà mình biết sao không,
em Thư bị kiểu bị trật hàm á. Hồi lúc nhỏ kìa, lúc mười mấy tuổi á, là giỡn với lại Phú á. Xong rồi cái Phú nó đạp làm sao cái chật chẹo cái hàm luôn. Thì đã bị chẹo cái hàm cũng từ nhỏ tới lớn rồi. Xong nó kiểu như là sáng ngủ dậy là nó bị cứng cái hàm lại. Nhưng mà khoảng tầm mình massage vậy nè, khoảng tầm vài phút là nó sẽ giống như nó quay trở về lại. Nhưng mà hồi bữa tháng từ cuối tháng 2 tới giờ á, nó bị trẹo cái hàm mà nó không có quay trở về lại được. Rất là đau luôn, không có hả cái miệng ra ra hết được, to ra được á. Mà nó gây ra giống như là tai mũi họng nó đi chung với nhau á. Khi mà nó lên nó bị đau ở đây nè, xong nó làm đau luôn cái ống cái lỗ tai, đau luôn phía sau cái vùng cổ của mình, rồi nó lên tới nửa cái đầu luôn, đau. Thì đợt trước, bữa trước khi đi Việt Nam là mình đã đi khám bác sĩ rồi. Rồi bác sĩ coi, bác sĩ cũng không phát hiện ra lý do nguyên nhân tại sao hết trơn. Nó cho uống thuốc kiểu uống thuốc giảm đau thôi, với lại thuốc kháng sinh để cho nó không có bị viêm lên vậy thôi. Chắc có lẽ là mình khi mà mình uống thuốc kháng sinh á thì gây ra không có đau nữa, cho nên hôm bữa đi về Việt Nam, với lại chắc ở Việt Nam trời nóng á, không có thấy đau gì luôn, tưởng nó là hết rồi. Mà tự nhiên bữa giờ quay trở lại thì điện, trời nó lạnh hơn ở Việt Nam á, cái tự nhiên cái bị đau lại, không có mở cái miệng ra được, coi như là cái mặt giống như nó muốn bị méo luôn á cả nhà, như nó bị đưa cái hàm này ra ngoài nè, cảm thấy giống như cái mặt mình bị muốn bị biến dạng luôn vậy đó, rất là đau nha. Nói chuyện cũng cảm thấy đau nữa, cho nên bữa giờ có tuần lễ này nè, Thư á hả, dọn dẹp nhà, sơn lại nhà cửa nè, với lại đau quá, nói chuyện cũng bị đau á. Hồi sáng này thì gọi điện lên cho bác sĩ thêm lần nữa, nói là bị đau như vậy, thì bác sĩ nói là sẽ gửi đi lên trên, sẽ chuyển mình đi qua bên trên bác sĩ răng hàm mặt. Mà mình nghe nói tới bác sĩ răng hàm mặt ở bên đây là coi như là mình sợ hãi luôn á, tại vì cái thời gian chờ đợi nó rất là lâu luôn. Mà hồi lúc mình mới qua thì điện á, mình không có biết là mình không có ghi tên của mình đi vô trong cái hệ thống mà bên răng hàm mặt của bên nha khoa của thì điện liền á. Cái lúc mình qua là mình mới có 21 tuổi thôi à, mà lúc đó nếu mà mình có cái gì về răng miệng là mình làm được hoàn toàn miễn phí, tại vì thì điện á, sẽ được miễn phí về làm răng á, từ con nít mới đẻ ra cho đến tùy vùng nha, tùy vùng, có vùng 21 tuổi, có vùng lên tới 23 tuổi. Thì cái chỗ này của em Thư gõ là tới 23 tuổi lận. Mà mình không biết, mình biết là mình ghi tên vô rồi để cho người ta khám, người ta điều trị rồi. Mà sáng này gọi điện lên bác sĩ á, ta nói hả, bác sĩ nói là chuyển qua bên nha khoa. Xong rồi bắt đầu gọi qua bên nha khoa nói chuyện với bên nó. Nói chuyện với bên đó thì người ta đã, giống như bác sĩ đã kiểm tra cho mình bữa rồi đó. Nha khoa kêu là cái thời gian mình chờ đợi á, 6 tháng đến 5. 6 tháng đến 1 năm mới được đi khám cái hàm này. Tao nói trời ơi, khổ dễ sợ luôn vậy, lần nào cũng vậy. Từ Việt Nam qua lại cũng không cũng có chuyện hết trơn á trời. Hôm bữa mà phải chi đau ở Việt Nam đi, là đi về Việt Nam là trong vòng 1 phút nhạc đi ra là tao nói ra bệnh viện răng hàm mặt rồi này kia đó, là làm nhanh gọn lẹ luôn mà không đau. Mình tưởng là nó hết rồi, tự nhiên bây giờ về lại đau lại, mà bây giờ chờ tới 6 tháng rồi. Cái chế độ y tế của Thụy Điển á, nói chung là tốt cũng có tốt, mà cũng có mặt trái của nó nữa, do nó kiểu như là nó miễn phí á, mà cũng không có cái gì gọi là miễn phí hết trơn á cả nhà. Cái đó là do là người dân người ta đi làm, người ta đóng thuế quá cao cho nên mình được hưởng quyền lợi, nhưng mà có hưởng cũng còn đỡ hơn là không. Đối với em Thư á, là thà em Thư đi làm đóng thuế để được hưởng quyền lợi, kiểu giống như là mình không có phải bị stress đi, là đi làm cứ phải để dành tiền để sau này thủ thân, hoặc là có lỡ có bệnh hoạn gì đó để đi chữa bệnh thì mình không có bị cái đó thôi. Chứ còn lại là tao nói cái gì miễn phí thì nó cũng là không biết mình nói sao nữa, thiệt luôn á. Chê thì cũng không phải là chê, mà khen thì cũng không phải là khen nữa. Giống như là có bệnh đi, giống như mình nóng sốt, mình bệnh hay bất cứ một cái gì đi, mình đi vô bệnh viện đi, thì người ta cảm thấy giống như là trước khi mình đi vô cấp cứu, vô bệnh viện, đi vô cấp cứu đi, mình sẽ gọi điện lên trên bệnh viện trước. Thì mình rên quá thì người ta kêu mình đi vô cấp cứu đi, nhưng mà người ta tự người ta biết là giống như là cái bệnh đó nó không có nguy hiểm, thì mình vô mình ngồi cấp cứu ha, mình chờ đợi, chờ chắc cũng khoảng 3-4 tiếng đồng hồ, từ sốt hoặc là từ huyết áp
thấp hay là huyết áp cao vậy đó, là ngồi chút xíu là thành nó hết sốt, nó hết huyết áp cao, huyết áp thấp luôn là tự đi về cho uống viên Abidol giống như viên paracetamol của ở Việt Nam mình vậy đó, uống viên đó rồi khám chút xíu rồi bắt đầu rồi đi về là tự hết á. Cho nên riết bây giờ là mấy đứa nhỏ mà nó mà có bệnh một chút xíu là em Thư là thôi nhà cho luôn, mình tự mình kiểm tra, mình hạ sốt cho con rồi mình cho uống thuốc rồi này kia thôi là được rồi, chứ còn nặng quá thì mình có thể mình gọi vô bệnh viện thôi, chứ vô bệnh viện chờ đợi mệt mỏi lắm. Ta nói hả, cũng có cái mặt trái và cũng có cái mặt phải, cái gì cũng vậy hết trơn á. Ôi đây nè cả nhà ơi, mình gờ vô đây nè, thấy cái xương ở đây nè, mình ấn cái này thấy nó bình thường ha, còn cái xương hàm bên này mình ấn vô mình thấy nó bị lòi ra, nó bị giống như nó bị lệch luôn á, chắc có thể nó bị lệch vậy, cái nó làm cái mỏ bị chề ra hay sao ta. Em Thư hay nói cái tiếng dùng miền nhau bà cô chú anh chị bỏ qua nha, có nhiều khi mình giỡn mình kêu cái miệng cái mỏ, mình hay chọc mà kêu là cái mỏ, có nhiều chỗ rồi kêu cái mồm nữa. Cái nói tiếng Việt Nam mình nó phong phú quá chừng luôn đó, chắc có lẽ là do cái mặt nó bị lệch hàm mà gây ra cái mặt mình bị biến dạng hay sao ta, sợ quá. Ông bà cô chú anh chị nào mà có biết về răng hàm mặt á, nên làm cái gì á, có chỉ được em Thư chỉ đi, trong thời gian em Thư ngồi đợi, chứ bây giờ nó kêu đợi, người ta kêu đợi 6 tháng là vậy, không biết là đau quá chịu không nổi rồi, chắc vài bữa nó gọi điện lên rên. Mà thì điện ngộ lắm nha cả nhà, mình mà có bệnh đi, thí dụ mình bệnh khoảng chừng 5 thôi, mình phải rên cho thật là nhiều cho nó thành 10, thì lúc đó là mình bác sĩ mới đi vô, mới can thiệp, mới giúp mình nhiều. Chứ mà kiểu mà người ta kêu mình chờ, cái mình chờ, cái mình cứ chờ hoài là coi như là chờ tới Tết Congo luôn, chờ đến khi nào mà tự động cái bệnh nó lành nó hết luôn đi rồi bắt đầu á hả, người ta mới giúp mình. Mùa hè là ở bên Thụy Điển, ở bên này á là sơn phết lại nhà cửa đó cả nhà. Cái nắng dữ lắm, kiểu mà giống như là nắng mưa rồi tuyết nữa, cho nên hả mấy cái sơn á nó dễ chóc dữ lắm. Cái này sơn lại cho nó kiểu cho nó nhìn nó đẹp mắt lên chút xíu vậy thôi, chứ nó cứ rớt hoài vậy đó, năm nào cũng phải sơn hết trơn á. Precis samma måtten där, men det var rakt. Aha. Det var inte så svängt så. Okej. Okay. Jag åker köpa, men nu målar jag ju. Okej. Är det dyrt? Kommer inte ihåg, 200 kronor. På meter kvadrat? Per sån bit. 180, eller 180 centimeter. Aha. Hur många bitar behöver vi? Vad sa du? Tre stycken? Fyra. Ja. Anh Mít ảnh nói ở ngoài. Dạ, biết. Anh Mít ảnh nói là mua ở ngoài nó đang giảm giá, ngoài chợ đang giảm giá, đang bán cái rất là cũng không mắc lắm. Nhưng mà nó là thẳng, bao đua sven nhỉ? For me là đua sven nhỉ? Sven. Cái của nhà mình á là kiểu nó cong lên cái đường vòng cung như thế này nè, thì khi mà mình làm thì nó sẽ cong lên như vậy đó, thì ảnh nói là nó sẽ đẹp hơn, còn ngoài là nó thẳng nguyên một đường luôn. Còn bên đây nè ông bà cô chú anh chị coi nè, đây hai trợ lý đắc lực dọ David Disney vậy đó nè. Ok. Hai bạn cào cái sơn cũ đi, rồi sau đó sẽ sơn một cái lớp sơn lót lên, rồi mới sơn cái lớp ngoài lên. Giỏi quá chừng giỏi luôn à. Nhưng mà anh nói là cái vad sa du? Nystaket, det var natur. Impregnerat, det kan man inte måla. Okej. Det är sån grön impregnerat som. Ja, förstå. Cái ở ngoài người ta bán á là nó chỉ là kiểu không có sơn, không có gì hết trơn, cái màu gỗ á. Cái năm đầu tiên là không có được sơn lên, thì mình phải để nguyên một năm như vậy, là năm sau mình mới được sơn lên. Nhưng mà mình thì cảm thấy như là giống như là cái sân cỏ màu xanh như vậy nè, xong rồi cái này nó màu trắng á, thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Mình đang tính sơn lại cái này luôn nữa nè. Cái chỗ này á là mỗi năm là anh Mít ảnh đều kiểu quét cái dầu lên nó cho giữ được tươi mới. Cái gì vậy Liệt? Con không làm được hả? Con không có cạo ra được hả?
Hồi nãy con dành với lại chị hai, chị ba mà. Thì đây nè, Lít làm vậy nè. Lít lấy cái tay vậy nè, Lít cào vậy nè. Đó. Lít cào vậy đó. Đúng rồi. Nãy Lít dành với chị ba mà, thì bây giờ Lít làm đi. Chứ bây giờ Lít nói Lít không làm được là sao? Ủa mà Lít, ba lấy cái gói ra cho con ngồi lên trên nó. Mà sao con ngồi luôn ở dưới cỏ luôn rồi? Con xít tà pudding hết rồi. Kéo cái gói xích vô. Đứng lên, kéo cái gói xích vô rồi ngồi. Làm biến. Rồi. Ủa mà ba gắn cái này vô để cho tụi con cạo cái sơn nằm trong đây đừng cho dễ hốt. Mà sao con để nó rớt ra ngoài cỏ hết trơn rồi. Giỏi quá. Đâu Lít cạo lên lại lại coi. Trời ơi Lít khéo tay quá. Tay Lít khéo tay giống ai vậy? Lít khéo tay giống ba Mít chứ là giống ông ngoại đúng không? Thôi mẹ không làm đâu. Con mới làm một chút xíu con kêu mẹ làm mà. Con mệt hả? À, Lít nói tiếng Việt Nam đi. Lít nói đi con mệt. Mới làm có chút xíu cái con mệt. Cái con đòi ăn rau câu rồi. Rau câu. Ông ngoại hồi xưa khéo tay lắm. Ông bà cô chú anh chị ngoại làm mày mò ngoại làm được nhiều thứ lắm. Trộm vía là mẹ dịch cũng được một chút xíu gen của ông ngoại á. Nè. Con không được hút. Con không có được hút. Con đừng có hút. Con đừng có hút. Đừng. Này. Đừng có hút. Mẹ đưa vô cho con vậy thôi. Con đừng có hút. Con hút vô là nó mắc cổ quá biết không? Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Cho mấy cha con ở ngoài sơn cái hàng rào đi. Mình vô đây mình sẽ làm đồ chơi. Khoe với cả nhà cái này nè. Đây là mấy cái trái thông mà hôm bữa mình đi ra ngoài biển á. Mình với mấy đứa nhỏ lụm á, cả nhà. Ở bên Thụy Điển vô cái mùa hè là thông rụng nhiều lắm. Lụm đem về là để dành để làm đồ chơi á. Vô cái mùa đông á, làm mấy cái đồ trang trí mùa đông cũng rất là đẹp luôn. Rất là nhiều nha. Cây thông này á, hay lắm. Nó có nhiều trái kích cỡ khác nhau lắm nha. Có trái đó nè, trái này nó bự nè. Trái này nó nhỏ một chút. Còn trái này là nhỏ nhỏ thì mình cố tình là mình lụm nhiều cái kích cỡ khác nhau. Vậy mình làm nó ra nó sẽ đẹp hơn. Nó giống như những cái bông hoa vậy đó. Bông hoa có bông bự, bông nhỏ. Nói nhà có ba đứa con mình chưa đủ cực á. Cả nhà mà bày trò, bày làm cái này, làm cái kia đủ thứ hết trơn á. À, là nhà hôm bữa đi lụm cái trái thông về là ghé vô chợ là đi mua luôn cái bức tranh này nè. Người ta làm sẵn, người ta đóng khung lên như thế này rồi nè. Thì khá là rẻ luôn á, cả nhà có 50 đồng một cái này nè. Thì không biết cả nhà có nhớ cái clip cũ mà mình với lại mấy đứa nhỏ có làm một cái bức tranh hình cô giáo của mấy của giáo xong rồi tặng cho cô giáo trường mầm non của Alice với lại Julia đó. Vẽ hình cô giáo xong rồi làm tóc lên hình cái quả thông, trang trí nhiều màu sắc lên trên đó đó. Thì mình có nói với mấy đứa nhỏ, có hứa với mấy đứa nhỏ là mẹ sẽ làm một cái bức tranh gia đình mình, bố mẹ con mình. Đó mà hứa một năm mấy gần hai năm nay rồi đó chưa có làm được, thì hôm nay sẽ bắt đầu làm. Thì cả nhà đón chờ xem cái thành phẩm của em Thư làm nó sẽ như thế nào nha. Rồi xong luôn cả nhà mình ơi, ta nói hả, lấy đồ ra bài ra chuẩn bị đặt cái bút xuống vẽ cái anh Mít ảnh vô, cái anh nói là bây giờ là ảnh sơn xong ngoài rồi ảnh sẽ chở cả nhà đi ra hồ bơi, đi bơi. Tại vì bữa giờ cái hồ bơi ở tỉnh Nam Thư mới mở nè, mới vừa xây dựng xong mà chưa có đi bơi. Thì thôi ngày hôm nay kiểu ngày thường á, kiểu con nít nó đi học hết trơn rồi đó, nó hồ bơi nó sẽ vắng chút xíu rồi đi bơi. Rồi mấy cha con đi lên lầu đi soạn đồ để chuẩn bị đi bơi rồi. Thôi em Thư xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây, đi lên chuẩn bị đồ để đi bơi với tụi nhỏ. Rất là cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương ủng hộ gia đình nhà Dịch. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye bye.